Giờ lúc này đây chúng ta sẽ đi bắt ong rừng ngay trong khu di tích của tháp. Nơi đây là thiền viện Trúc Lâm. Đâu có ngoài này em thấy rồi. Em thấy ngõ nhỏ nè. Thì gọi anh coi sư phụ có biết không, có la em không? Bắt ông không giết ông thì không ai la đâu, đừng lo. Thì anh là cai ở đây mà anh Út, anh phụng anh Út. Rồi rồi. Đâu? Nè. Đi sát diện tư tấn. Đừng có giật nha, để em bắt. Hôm nay mình sẽ thử bắt con ong bằng tay không, thử coi sao. Giờ em dò tới, có gai coi. Cứ theo dấu chân của cha nè. Đừng giật. Sao đâu cái gì kìa. Cây này sờ léo, tưởng đâu sát đất đứng đưa tay. Rồi, cái này mới giật, còn cái kia bên ổ bên kia mới sát đất. Thì mình xử cái này xử đi. Rồi vậy thì ổ này không giật đi. Nè, giật đi. Giật đi. Giật đi. À, nó không gớt đâu. Nè cầm đi. Rồi, quay đi. Rồi. Ổ cây vậy sờ léo. Ta thấy ổ bụng chưa? Quay ra đi. Quay ra thấy chỗ ổ bụng nè. Chưa. Tấn nước xa ra con. Đó, thấy rồi đó, à, đó con à. Đó, nó chạy chết chết đây, nó ra, chụp xác. Hả, nó không cùi mặt kìa. Đây, có anh ơi, có mặt. Đây. Rồi, nó đứt trong khúc rồi. Rồi, nó bị tước cây á, tước nhánh á. Rồi, thôi khỏi lượm đi, vô ra đi. Đâu, nè, đây cây, quay vô. Trời ơi, ngon lành nè. Rồi, vô. Tự ngổ sát đất bắt bằng tay không, chỗ này sao leo. Thì là bên đây còn ngổ nữa phải không? Nè, ta vô thăm thiền viện kìa. Đâu? Mày bé thì mày bé mẹ nó đi, mày cũng hỏi mày cũng sợ thì phụ la nó, dù như ổng la mày cũng bé rồi. Cũng bé rồi. Thôi, có anh ở đây, anh trai ở đây. Hết mặt rồi. Rồi, bên đây là cắt, bên đây khóc. Cầm đi. Bên đây mày giơ tay được nè. Đâu? Đây là chim. Đi qua đây tắt. Xe chạy suốt con ắt sao, ủa đi gặp gần gặp gần hơi ra ông Phong mua con ắt cắn vô. Mới về tới luôn nè. Đúng là ổ đực nè. Đó. Đực. Đúng đi thuốc không? Không. Đi xuôi đầu kèo này các. Xuôi đầu kèo là sao? Xuôi đầu kèo á. Là từ đầu kèo đi vô hả? Ừ. Dưới dạ trong kèo đi vô á chứ mà đừng đi ngang. Tao mày muốn chụp tay thì mẹ đi chứ tao đâu giật á. Đây. Nè, anh cầm quay đi, em bắt cái này. Đúng đi thuốc rồi, cho tao nói. Thôi, thôi. Rồi anh quay rồi anh cũng sợ, chứ anh thấy đặng anh quay. Cầm em đút thuốc cái nút. Mày nhìn đút thuốc đi. Có khói đặng hơi em vô lụm á. Đi, nè, quay vô đây. Chưa đợi nó đốt đút thuốc đi. Trời, thuốc gì, đâu cần thuốc. Tao cần.
Ông đứng, ông sợ gì đâu thuốc. Tao hút còn cũng hơi cất. Ê, quay đi. Thôi, được chưa? Đứng xa đi. Sợ đứng xa á. Này mạnh mẽ với tao. Thế diệt mặt cỏ không kìa. Trời ơi. Anh làm cái nghề bắt ong này có nhiêu năm rồi? Ông gì đâu, ông này có gì đâu sợ. Trời ơi, cục mặt ra trồng gió. Nó kéo người lép xẹp. Trời ơi, cục mặt có chút xíu. Ông bay kìa. Ủa gì thiên nhiên. Rồi đi về. Cắt chưa? Chưa. Cắt đi. Rồi thành quả nãy giờ coi. Bắt ông rừng chỗ ông rừng nó như vậy nè. Trời ơi, hai ổ không có nhiều mặt hết trơn nè, cho con gì gươi lưỡi luôn đó. Cứng nó nhiều lắm. Xé tàn quá đi hết cách. Sao không được, không làm gì là. Không rõ. Ông đi bắt ong mà ông đứng xa, ông quay phim mà ông phải cầm thuốc rồi ông hút đồ. Dục lại tổ ong nãy cho nó lấy con nó không lấy. Dục ngoài. Rồi về nhà hả? Rồi về. Ong này mới này, chứ không phải ong đực đâu. Mới đóng. Nhìn vàng khè thấy không? Bỏ vô bọc kìa, nó nhiễm lum kìa. Nè, bọc mới nè. Nó lủng hết. Đâu có bọc mới, lủng. Để vô nó, à, cầm gì nó đỏ nè. Rồi, thôi đi. Cầm gì nó đỏ, giữ giữ chứ hơi hết rồi. Thiền viện Trúc Lâm này thì mới dự định xây lên hai chút chưa, còn lâu. Làm sâu trong rừng nè. Đưa chạy lên đi. Thôi. Cầm cầm tạm được ha. Lên chạy cho. Lên lên tắt. Nãy ông cầm mà. Ơi sợ dục cây. Để mình chạy ra cho các bạn coi cái đường đi vô nó cũng ấy lắm. Cũng quan trắng. Cho là mình đi vòng vòng chùa chút cha. Chùa chùa chi có? Chùa có gì rồi vô. Chưa xây chưa gì chứ. Đi. Mai mốt các bạn thấy được khu vực này nó rất là hoành tráng. Lại đốn hết cả trăm công đất nè. Đây chuẩn bị xây thiền viện nè. Ngày xưa nó là tràm. Bữa nào ông rảnh đi ông đi kiếm đi rồi có không để dành thấy ông hú tôi bắt cho. Thì
mình có đây, mình cho con cháu mình cho lưỡi với mình đem đi đâu, đi lên Sài Gòn ông bán trên đó rồi tới con cháu mình cần không có. Yeah.